Hi guys, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn unit 5, lifelong learning. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài số 5 nói về việc học tập suốt đời. Lesson 2, bài số 2. Can you report on interaction with different instructors or teachers? Bài số 2 yêu cầu chúng ta là Chúng ta hãy báo cáo về sự tương tác với các hướng dẫn hoặc là giáo viên khác nhau. Use report to speech for instructions, orders, requests, offers and advice on learning. Hãy sử dụng câu trần thuật để nói về để nói về sự hướng dẫn này, lời yêu cầu. Những lời yêu cầu, đề nghị và những lời khuyên về việc học. Conversation skill Summarizing what you've heard. Và trong phần kỹ năng giao tiếp ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tóm tắt những cái bạn vừa nghe được. Bây giờ chúng ta cùng chuyển vào phần đầu tiên, các em nhé. Phần đầu tiên, let's talk. In pairs, look at the pictures. What tunes are these people using to learn? What other tunes can help people learn? Phần đầu tiên, phần uh, Let's Talk có yêu cầu như sau Hãy làm việc theo cặp, quan sát các bức tranh Những công cụ nào những người này đang sử dụng để học Những công cụ nào khác có thể giúp mọi người học tập Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem bức tranh à, Chúng ta thấy rằng bức tranh thứ nhất thì người này đang sử dụng uh, ghi chú Đúng không? Những ghi chú để học À, bức tranh số 2 chúng ta thấy rằng à, người này đang dùng một chiếc đồng hồ báo thức. Và bức tranh số 3 chúng ta thấy rằng người này đang sử dụng một chiếc điện thoại. Vậy chúng ta có thể nói rằng là à, những người này đang sử dụng và chúng ta sẽ liệt kê những dụng cụ họ đang sử dụng kèm nhé. Vậy chúng ta có thể nói phần này như sau. Let's talk Bây giờ chúng ta sẽ nói là họ đang sử dụng Đó. Những người này đang sử dụng Hoặc họ đang sử dụng They are Using Bức tranh thứ nhất là sử dụng à, Ghi chú đúng không? Những giấy nhớ Vậy chúng ta có thể nói là notes They are using notes uhm. An alarm clock An alarm clock Một chiếc đồng hồ báo thức này And a phone Và một chiếc điện thoại nữa Câu hỏi số 2 chúng ta thấy rằng là Những công cụ nào khác có thể giúp mọi người học tập Đúng không? Vậy chúng ta có thể nói như sau à, Mọi người có thể sử dụng các loại công cụ như là Pupil can use Mọi người có thể sử dụng Ví dụ như là à, máy tính chẳng hạn Đúng không? Computer Use computers à, Hay là gì nhỉ? Flashcard Flashcard Cái tấm thẻ nhớ đấy đúng không? Uh, board, đúng không, bảng này uh, Internet, uh, mạng Internet uh, Books, những quyển sách này, đúng không Pens, uh, những chiếc bút này uh, ngoài ra có thể dùng là Tablet, máy tính bảng này uh, Tablets uh, ebooks, đúng không sách điện tử exactly to learn Đấy. vậy là mọi người có thể dùng sẽ sử dụng máy tính này flashcard này mà bảng này mạng internet này sách này bút này máy tính bảng và sách điện tử để học đúng không vậy chúng ta sẽ nói lại phần này kem nhé they are using notes an alarm clock and a phone people can use computers flashcards word internet books bands, pens Tablets, ebooks, books etc. To learn. Rồi và đó là phần đầu tiên. Let's talk. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. New words, phần từ mới. A. Read the words, definition. Read the words and the definitions. Then fill in the blanks. Read, listen and repeat. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy đọc các từ và định nghĩa, sau đó điền vào chỗ trống, lắng nghe và lặp lại. Chúng ta có các từ sau đây. Chúng ta có 9 từ. 8. A thing that you use to have you do something viện trợ đúng không? Đó là vật mà bạn dùng để giúp bạn làm việc, làm cái việc gì đó. Next. Tutorial. A book, computer program, etc. that teaches you how to do something. Hướng dẫn. Đó là một quyển sách, một chương hoặc là chương trình máy tính, vân vân, hướng dẫn bạn cách làm điều gì đó. Growth mindset. The belief that you can develop your abilities by working hard. Tư duy phát triển. Đó là một niềm tin rằng bạn có thể phát triển khả năng của mình bằng cách làm việc chăm chỉ. Discourage. Feeling, feeling less confident or excited about something. Chán nản. Cảm thấy kém tự tin hoặc là hào hứng về điều gì đó. Audio. Connected with sound. Âm thanh kết nối với âm thanh. Visual, connected with seeing. Trực quan, nghĩa là gắn liền với việc nhìn thấy. Reinforce, make a feeling an idea exactly stronger. Củng cố, có nghĩa là làm cho một cảm giác hoặc một ý tưởng, vân vân mạnh mẽ hơn. Retain, keep something in your memory. Giữ lại, nghĩa là giữ một cái gì đó trong bộ nhớ của bạn trong trí nhớ của bạn. Reward. Give something to somebody because they did something good. Phần thưởng nghĩa là tặng cái gì đó cho ai đó vì họ đã làm điều gì đó tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các câu hỏi và chúng ta sẽ chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống kem nhé. Number one, câu số 1. After months of working hard, I'm going to reward myself by doing by going to a nice restaurant. Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, tôi sẽ tự thưởng cho mình bằng cách đi đến một nhà hàng đẹp. Vậy chúng ta có từ reward đã được điền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem các câu tiếp theo. Number 2, câu số 2 we teach children to have a or an and believe that they can improve. Câu số 2 có nói rằng là chúng tôi dạy trẻ em có một cái gì đó và tin rằng chúng có thể tiến bộ. Vậy chúng ta thấy rằng trong cái cụm từ mà chúng tin rằng có thể tiến bộ đúng không? Đó niềm tin rằng có thể tiến bộ thì đó chính là danh từ grow myself vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 2 là từ grow my set grow my set vậy ý câu này là chúng tôi dạy trẻ có tư duy phát triển và tin rằng chúng có thể tiến bộ next number 3, câu số 3. these articles that are my opinion They prove that my ideas is correct. Câu số 3 có nói rằng à, những bài viết này, những bài báo này chấm chấm này uh, quan điểm của tôi này, đó, quan điểm của tôi. Chúng chứng minh rằng ý tưởng của tôi là đúng. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng đây this article là một chủ ngữ, vậy đang cần một động từ. Đó và động từ chúng ta thấy rằng động từ phù hợp nhất chúng ta thấy rằng là trong câu trong bài có động từ là discourage và động từ reinforce, retained. Vậy trong ba động từ này chúng ta thấy rằng động từ reinforce là động từ phù hợp nhất. Vậy chúng ta sẽ điền đáp án trong câu số 3. Đó là reinforce. Câu này chúng ta sẽ dịch nghĩa là Câu số 3 đền động từ reinforce. Reinforce. Rồi, cụm từ này chúng ta sẽ dịch nghĩa là những bài viết này củng cố quan điểm của tôi, chúng chứng minh rằng ý tưởng của tôi là đúng. Next number 4, câu tiếp theo, câu số 4. There are lots of resources and that you can use to study better có rất nhiều tài tài nguyên và chấm chấm. Bạn có thể sử dụng để học tập tốt hơn. Vậy chúng ta thấy rằng câu số 4 sẽ là một danh từ số nhiều, chúng ta thấy có đuôi s ở sau rồi. Đây là một danh từ số nhiều và các bạn sẽ đọc. Thông tin thì các bạn thấy rằng à cụm từ phù hợp nhất là gì nhỉ? À, có rất là nhiều tài nguyên và à và công cụ hỗ trợ đúng không? Công cụ hỗ trợ bạn có thể sử dụng để học tập tốt hơn và chúng ta có cụm có một danh từ công cụ hỗ trợ đó là từ aid aid chúng ta sẽ điền đáp án trong câu số 4 là aid đó, có rất nhiều tài nguyên và công cụ hỗ trợ bạn có thể sử dụng để học tập tốt hơn number five câu số 5 do you have the data file for this book I want to listen to it after school. Câu số 5. Bạn có cái file gì đó của cuốn sách này không? Tôi muốn nghe nó sau giờ học À, vậy thì chúng ta thấy rằng Khi mà nói in file nghe, đúng không? Thì đây sẽ là một cái phần liên quan đến âm thanh ở đây Đó, Và liên quan đến âm thanh chúng ta có một cụm từ Đó là, à chúng ta có một từ đó là từ um, Audio Đó, audio Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 5 Đó là đáp án audio Đó. Ý câu này là bạn có file âm thanh của cuốn sách này không? Tôi muốn nghe nó sau giờ học. Number 6, câu số 6. I love the Dada da style of these videos. They look so cool and interesting. Câu số 6 có nói rằng à, Tôi thích phong cách chấm chấm của những video này. Chúng trông rất là mát mẻ và thú vị. Vậy theo chúng mình, à đây là cái Trông như thế nào, đúng không? Có từ look Chúng trông rất là mát mẻ và thú vị Thì chúng ta thấy rằng nó liên quan đến cái hình ảnh Đó, liên quan đến hình ảnh Liên quan đến việc nhìn nó, đúng không? Và chúng ta sẽ có một từ liên quan đến hình ảnh Liên quan đến việc nhìn Chúng ta có tính từ visual The visual vậy Chúng ta điền đáp án trong câu số 6 là visual Đó, liên quan đến hình ảnh vậy ý câu này là Tôi thích phong cách hình ảnh của những video này, đúng không? Trông chúng rất mát mẻ và thú vị. Next number 7. Tiếp theo câu số 7. She has an excellent memory and can dot dot facts easily. Cô ấy có trí nhớ tuyệt vời và có thể chấm chấm các sự kiện một cách dễ dàng. Phía sau từ can chúng ta sẽ dùng một động từ ở dạng nguyên mẫu, và chúng ta chỉ còn một động từ ở dạng nguyên mẫu đó là động từ retain. Vậy chúng ta sẽ điền tiếp điền nốt trong câu số 7 đó là động từ retain. Đó, câu này ý là Câu cô ấy có trí nhớ tuyệt vời và có thể ghi nhớ các sự kiện một cách dễ dàng. Đây chúng ta còn 3 từ nữa. Sorry. À chúng ta còn hai từ nhé, từ grow myself chúng ta đã điền rồi. Vậy chúng ta còn tutorial và còn discourage. Chúng ta cùng xem tiếp. Number 8, câu số 8. Many learners failed a dot dot because the course were too difficult. Nhiều học viên cảm thấy như thế nào? Bởi vì khóa học quá là khó. Vậy chúng ta thấy rằng câu số 8 các bạn sẽ điền một tính từ nhé. À, và tính từ phù hợp nhất ở đây chúng ta có tính từ discourage. Đó, tính từ discourage mang nghĩa là uh, chán nản, đúng không? Đó, vậy là nhiều học viên cảm thấy chán nản vì khóa học quá khó. Vậy chúng ta sẽ điền đáp án là discourage. Chúng ta cuối cùng, number 9, câu số 9. The machines come with, comes with an online data that teaches you how to set it up câu này có nói rằng là máy đi kèm với với cái gì đó trực tuyến này đó, dạy bạn cách thiết lập để chúng ta chỉ còn một từ cuối cùng đó là danh từ tutorial chúng ta điền nốt tutorial đó vậy cái này sẽ nói là gì à cái máy đi kèm với hướng dẫn trực tuyến đúng không quyển sách hướng dẫn trực tuyến đấy à, hướng dẫn bạn cách thiết lập đó. Hướng dẫn bạn cách cài đặt đấy, đúng không? Rồi và chúng ta vừa hoàn thành xong phần A của phần new words. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đọc lại kèm nhé. Play nghe số 69. Unit 5. Lifelong learning. Lesson 2. New words. Listen and repeat. 1. reward Two Growth Mindset. Three Reinforce. Four Aid. Five Audio. Six Visual. Seven Retain. 8 discouraged 9 tutorial Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong phần A. Bây giờ chúng ta cùng chuyển tiếp tục sang phần B các em nhé. B What are some common learning aids? and resources add words to the box. Phần B yêu cầu chúng ta là một số công cụ hỗ trợ và tài nguyên học tập phổ biến là gì? Hãy thêm từ vào trong hộp sau đây. Vậy chúng ta thấy rằng à trong việc học thì có rất là nhiều những công cụ học tập và những cái tài nguyên giúp chúng ta học tập đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thêm vào nhé. Ví dụ khi đi học đúng không? Chúng ta có một vài công cụ rất là phổ biến, ví dụ như là à bảng đen đúng không? Blackboard blackboard, à, những chiếc bảng đen. À, ngoài ra chúng ta còn có gì nhỉ? À sách giáo khoa đúng không? Textbooks, textbook sách giáo khoa. À, hay là những bức tranh ảnh đúng không? Picture, những bức tranh này. Hay là có bản đồ này. Đó. Rồi ngoài ra thì có những quả địa cầu đúng không? Thẻ ghi chú, vân vân rất là nhiều tiếp theo nói về các tài nguyên học tập phổ biến vậy chúng ta thấy rằng hiện nay có rất nhiều tài nguyên học tập phổ biến ví dụ như là uh, computer máy tính này đúng không laptops đúng không đó máy tính sách tay hay là có gì nhỉ uh, máy đọc sách điện tử e-reader e-reader máy đọc sách điện tử hoặc là từ điển trực tuyến đúng không chúng ta có online dictionary online dictionary từ điển trực tuyến đó rất nhiều những tài nguyên khác nữa kèm nhé rồi bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần C in pairs use the new words to talk about your learning habit hãy làm việc theo cặp sử dụng những từ mới để nói về thói quen học tập của bạn. Ví dụ I like to have visual aids such as photos and videos. Tôi thích có những phương tiện trực quan như là ảnh và video. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái thói quen của mình đúng không? Mình sẽ có những cái gì thói quen học tập của mình. Đó, ví dụ New word C, phần từ mới. Cô có thể lấy ví dụ như sau: à chất lượng âm thanh rất tốt cho tôi khi nghe bài hát tiếng Anh chẳng hạn. Vậy chúng ta có thể nói uh, the audio quality uh, was nice for me. Was nice for me. To listen, uh, the to listen the English song, to listen the English song. chất lượng âm thanh rất tốt cho tôi khi nghe bài hát tiếng Anh. hoặc chúng ta có thể nói là, à tôi cố gắng à, kiểm soát tình hình trong một cuộc thi toán chẳng hạn. vậy chúng ta có thể nói, I struggle to retain control of the situation in a math competition in a math competition Đó. Vậy chẳng hạn như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hành lại nhé. The audio quality was nice for me to listen the English songs. I struggled to retain control of the situation in a mass competition. Rồi đó là phần new word sea. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần listening kỹ năng nghe. A You will hear different people talking about their days. Draw lines to predict which piece of information from 1 to 5 will be A instructed, B advised, C offered, D ordered or E requested. Bài A yêu cầu chúng ta như sau. Bạn sẽ nghe thấy những người khác nhau nói về kỳ nghỉ của họ. Nói về những ngày của họ, vẽ các đường để dự đoán phần thông tin nào từ 1 đến 5 sẽ được. A là hướng dẫn này, B là được khuyên, C là được cung cấp, D là được ra lệnh hoặc là E là được yêu cầu. À, chúng ta có các đáp bản đây. A instructed, đây. hướng dẫn này, B advised, được khuyên nhủ đúng không? C offered, được cung cấp, D ordered, được ra lệnh, và E requested, được yêu cầu. Chúng ta có number 1, teach outdoor skills, dạy kỹ năng ngoài trời. 2, how to improve cooking. hai là cách cải thiện nấu ăn. Number 3, prepare a training course, chuẩn bị một khóa đào tạo. 4, do exercise, tập thể dục. 5, how to retain information, cách lưu giữ thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe chúng ta sẽ nghe năm người nói về những ngày của họ kèm nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phai nghe số 70 listening one you will hear a girl talking to a mother about ways of learning Hi, Mom. I'm home. Welcome home, Ashley. How was your day at school? It was nice. Mr. Smith gave me some instructions about how to retain information better. Great. What did he say? He told me to write things down on paper. That's always a good idea. Yeah, he also instructed me to create visual and audio aids to help me. You mean making recordings of yourself speaking or making mind maps? Yeah, exactly. Two you will hear a girl talking to a friend about what she's learning. Hi, Mary. I haven't seen you in a while. Hi, Peter. I've been really busy. Nice. What are you busy doing? I'm taking an online cooking course. Great. Are you learning a lot? Yeah. I'm learning more every single day. Yesterday, my instructor advised me to use more salt and to let things cook for longer. So you're saying that you didn't used to use much salt? No, I wasn't using enough. I'm getting much better at cooking now though. Three. You will hear a girl talking to her dad about his work. Hey Dad, how was work? It was alright today my boss requested me to prepare a training course for new employees it'll be a lot of work. but it means he thinks you're good right that's why he asked you to teach new employees maybe you're right four you will hear a brother talking to his sister about his day. That was the hardest day. What happened, Mark? Are you okay? I'm just tired. I had army training at university today. It's not usually that difficult, is it? No, but today my army instructor told us to run 15 kilometers. Wow. Yeah, he also told me to wear a heavy backpack for complaining. You mean you were the only one that had to wear one? Yeah! Haha, <laughs> that's pretty funny. I didn't feel funny. Anyway, I need to shower. Five. You will hear two neighbors talking outside their homes. Hi, Kevin. How are you? I'm great. Oh, that's nice. Yeah. I spent the day with my grandson. We had a lot of fun. What did you do? Well, we talked about going camping. He's interested in that now. So I offered to teach him some outdoor skills. Oh, that's great. You love the outdoors. Yeah, I offered to take him camping next week. I'll teach him how to make a fire and put up a tent. Lovely. Rồi, chúng ta vừa nghe xong 5 đoạn 5 bài nghe, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem à, Bài nghe nào, đoạn nào Nói về à, Chúng ta sẽ dự đoán xem là Nói về mẫu thông tin nào, đúng không? Họ à, được hướng dẫn hay là lời khuyên, yêu cầu, đề nghị Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kem nhé Cô có bài nghe như sau Bài nghe thứ nhất. Number one. Ashley and her mom is talking. Ashley và mẹ cô ấy đang nói. Hi mom, I'm home. Chào mẹ, con đang ở nhà. Welcome home, Ashley. How was your day at school? Chào mừng con về nhà. Ashley, ngày ở trường của con như thế nào? It was nice. Mr. Smith gave me some instruction about how to retain information better. Nó tuyệt vời, nó thật là tuyệt. Thầy Smith đã hướng dẫn con một số cách để lưu giữ thông tin tốt hơn. Great! What did he say? Tuyệt vời, thầy đã nói gì? He told me to write things down on paper. Thầy đã bảo bảo con là viết mọi thứ ra giấy. That's always a good idea. Đó luôn là một ý tưởng rất hay. Yeah. He also instructed me to create visual and audio aid to help me. Vâng, thầy ấy cũng hướng dẫn con tạo ra các phương tiện hỗ trợ hình ảnh và âm thanh để giúp con. You mean making recordings of yourself speaking or making mind maps? À, ý con là ghi âm giọng nói của con hay là lập bản đồ tư duy? Yeah, exactly. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Vậy chúng ta thấy rằng trong đoạn thứ nhất, đúng không? thì à, có đưa ra những lời hướng dẫn đúng không? đó và đây là à, cách để ghi nhớ thông tin đúng không? bạn ấy nói về cách ghi nhớ thông tin vậy thì chúng ta sẽ nối với à chúng ta sẽ nối number 5 with a à, số 5 với đáp án a đó how to retain information cách ghi nhớ thông tin đây Chúng ta thấy rằng câu bạn ấy có nói đây. Đây. About how to retain information better. Đó là cách để ghi nhớ thông tin tốt hơn, đúng không? Đó. Ok, tiếp tục. Number 2. Số 2. Chúng ta cùng xem number 2. Peter and Mary is talk are talking. À, thứ hai chính là đoạn nói chuyện của Peter và Mary. Peter, hi Mary, I haven't seen you in a while. Chào Mary, tôi đã không gặp bạn một thời gian rồi. Hi Peter, I've, seen... I've been really busy. Chào Peter, tôi thực sự rất bận rộn. Nice, what are you doing, busy doing? Thật tuyệt, um, bạn đang bận làm gì. I'm taking an online cooking course. tôi đang tham gia một khóa học nấu ăn trực tuyến. Great! Are you learning a lot? Tuyệt vời! Bạn có học được nhiều không? Yeah, I'm learning more every single day. Yesterday, my instructor advised me to use more salt and to let things cook for longer. Vâng, tôi đang học được nhiều hơn mỗi ngày. Hôm qua thì thầy hướng dẫn của tôi đã khuyên tôi là nên dùng nhiều muối hơn và để đồ chín lâu hơn. So you're saying that you didn't use You didn't use too much salt. You didn't use too much salt. Ờ, vậy ý bạn là bạn không sử dụng nhiều muối phải không? No, it wasn't using in. I wasn't using enough. I'm getting much better at cooking now though. Không, tôi dùng chưa đủ. Tuy nhiên bây giờ tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều trong việc nấu ăn rồi. Vậy trong đoạn số 2 chúng ta thấy rằng là à, đoạn 2 đang nói về việc nấu ăn, đúng không? Vậy chúng ta thấy rằng à, nấu ăn chính là how to improve cooking, cách nấu ăn, đó cách cải thiện việc nấu nướng. Vậy chúng ta thấy rằng à, đáp án số 2 nối với đáp án B, advice, đó là đưa ra lời khuyên. Next, number 3, đoạn tiếp theo, đoạn số 3. Chúng ta cùng xem đoạn số 3 nhé. Sarah and her dad are talking. Sarah và bố của cô ấy đang nói chuyện. Hey dad, how was work? Này bố, công việc của bố thế nào rồi? It was alright. Today my boss requested me to prepare a training course for new employees. It will be a lot of work. À, không sao đâu. Hôm nay không có... Không, tất cả đều ổn đấy, đúng không? Hôm nay sếp yêu cầu bố chuẩn bị một khóa đào tạo cho nhân viên mới. Sẽ có rất là nhiều việc. But it means he thinks you're good, right? That's why he asks you to teach new employees. Nhưng điều đó có nghĩa là bố... À, nghĩa là ông ấy nghĩ là bố tốt có phải không? Đó là lý do tại sao ông ấy yêu cầu bố dạy cho nhân viên mới. Maybe you're right. Có lẽ là con đúng đấy. Vậy chúng ta thấy rằng à trong phần số 3 đang nói về việc gì nhỉ? À việc dạy nhân viên mới đúng không? Chuẩn bị một khóa huấn luyện cho nhân viên mới. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng à có số 3 đây, prepare a training course, chuẩn bị một khóa huấn luyện. Vậy chúng ta sẽ nối uh, number 3, câu số 3 Vậy chúng ta thấy rằng à, trong câu số 3 nối với đáp án à, requested đây là một lời đề nghị đúng không? Đó. Next one. Đoạn tiếp theo number 4, đoạn số 4. Mark and his sister are talking. Đoạn số 4, Mark và chị của anh ấy đang nói chuyện. Mark, that was the hardest day. Đó là một ngày khó khăn nhất. What happened, Mark? Are you okay? Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mark? Em có ổn không? I'm just tired. I had army training at university today. Em chỉ mệt thôi. Hôm nay em đã được huấn luyện quân sự ở trường đại học. It's not usually that difficult, is it? Thường thì nó không khó, không khó đến thế, có phải không? No, but today my army instructor told, us to run 15 kilometers. Không, nhưng hôm nay huấn luyện viên quân đội của em bảo là chúng em phải chạy 15 km. Wow, ôi! Oh. Yeah, he also told me to wear a heavy backpack for complaining. Vâng, thầy ấy còn bảo em đeo ba lô nặng để phàn nàn. You mean it was the only one that had to wear one? Ý em là em là người duy nhất phải đeo nó à? Yeah, vâng. That's pretty funny. Điều đó khá là buồn cười. I didn't feel funny. Anyway, I need to shower. Em không thấy buồn cười chút nào. Dù sao thì em cũng cần phải tắm đã. Vậy chúng ta thấy rằng à trong đoạn số 4 trong đoạn số 4 đúng không? Chúng ta thấy rằng đó là à chúng ta còn number 1 and number 4. À vậy là đây là việc tập thể dục đúng không? Do exercise. Vậy chúng ta sẽ nối câu số 4 với đáp án. À đây là một lời yêu cầu. number 4 Uh, ordered. Rồi, và cuối cùng chúng ta cùng xem đoạn cuối cùng nhé, đoạn số 5. Neighbor and Mark Kevin are talking. Uh, hàng xóm và Kevin đang nói chuyện với nhau. Hi Kevin, how are you? Uh, chào Kevin, bạn có khỏe không? I'm great. Tôi rất tuyệt vời, tôi rất khỏe. Oh, that's nice. Oh, thật tuyệt. Yeah, I spent the day with my grandson. We had a lot of fun. Vâng, tôi đã dành cả ngày với cháu trai của mình. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui. What did you do? Vậy ông đã làm gì thế? Well, we talked about going camping. He's interested in that now. So, I offered to teach him some outdoor skill. À, chúng tôi đã nói về việc đi cắm trại. Bây giờ À, nó quan tâm đến nó rất là quan tâm đến điều đó vì vậy tôi đề nghị dạy dạy nó một số kỹ năng ngoài trời Oh that's great Do you love the outdoors Oh thật tuyệt à, Vậy thì ông có yêu thích hoạt động ngoài trời hay không Yeah I offer to take him camping next week I'll teach them how to make a fire and put up a tent Vâng tôi đề nghị là đưa nó đi cắm trại vào tuần tới tôi sẽ dạy nó cách nhóm lửa và dựng lều lovely thật đáng yêu đúng không vậy chúng ta thấy rằng à trong phần cuối là đang, đang nói về việc dạy kỹ năng ngoài trời đó và chúng ta còn teach outdoor skills dạy kỹ năng ngoài trời và chúng ta sẽ nối với đáp án còn lại đó là đáp án c offer đó đưa ra lời đề nghị đúng không Vậy đó là phần A. Bây giờ chúng ta sang phần B kèm nhé. Now, listen and number the boxes to match the reported verbs with the information. How many did you guess correctly? Bây giờ hãy nghe và đánh số các ô để nối các động từ được tường thuật với thông tin. Bạn đã đoán đúng bao nhiêu? Vậy giống như bên trên chúng ta đã vừa nối rồi đúng không? A, match with number 5. B match with number 2, C match with number 1, D match with number 4, and E match with number 3. Rồi, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, C. Phần C. Listen again and answer the questions. Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi. Chúng ta có 5 câu hỏi như sau. Number 1. What did Mr. Smith instruct Astley to make? ông Smith đã hướng dẫn Astley làm gì vậy chúng ta sẽ xem thông tin trong bài có nói đến việc ông việc à, Astley đúng không đã hướng dẫn ông Smith đã hướng dẫn Astley làm gì chúng ta thấy có thông tin như sau Mr. Smith gave me some instruction about how to retain information better. Đó. Thầy Smith đã cho tôi một vài hướng dẫn về cách ghi nhớ thông tin tốt hơn, đúng không? Đó, tiếp tục còn nói đến này. He also instructed me to create visual and audio aid to help me. Và thầy cũng hướng dẫn, hướng dẫn con đúng không? Cách tạo ra những phương tiện hỗ trợ về hình ảnh và âm thanh để giúp để giúp con đúng không vậy chúng ta thấy rằng à vậy là ông Smith đã hướng dẫn Ashley à tạo ra đúng không tạo ra các hỗ trợ hình ảnh và âm thanh vậy chúng ta sẽ điền đáp án trong câu số 1 đó là chúng ta điền đáp án là à, visual and audio aid đó là những hỗ trợ hình ảnh và âm thanh visual and audio 8 next number 2 câu số 2 what was Mary advised to do Mary được khuyên nên làm gì vậy chúng ta thấy thông tin trong phần số 2 có nói rằng là uh, Mary được khuyên như sau đây Yesterday, my instructor advised me to use more salt to let and to let cook for longer. Ngày hôm qua hướng dẫn của tôi đã khuyên tôi là sử dụng nhiều muối hơn và nấu nấu để nấu nấu lâu hơn đúng không? Đó, nấu để cho chín hơn. Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án câu số 2 đó là à người này đã Mary được khuyên là gì nhỉ? À, dùng nhiều muối hơn và nấu lâu hơn. Vậy chúng ta sẽ điền đáp án use more salt, use more salt and uh, let things cook for longer, let things cook for longer. Đó. Dùng nhiều muối hơn và uh, nấu lâu hơn. Next number 3, câu số 3. What will Sarah's dad do with new employees? Bố của Sarah sẽ làm gì với nhân viên mới? Vậy chúng ta thấy rằng à, trong câu có nhắc đến việc bố của Sarah như sau. Đây. He asked you to teach new employees. À, ông ấy yêu cầu bố là dạy nhân viên mới, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng à đáp án trong câu số 3 đó là dạy nhân viên mới, teach new employee. Teach new employee. Dạy nhân viên mới. Next number 4, câu số 4. What did Mark have to wear earlier in the day? Sáng sớm hôm nay Mark phải mặc gì? À, Mắc phải đeo cái gì đúng không? Đã phải mặc cái gì? Vậy thông tin trong đoạn số 4 Chúng ta thấy thông tin có nói đến như sau đây He also told me to wear a heavy backpack for complaining Thầy cũng yêu cầu em là phải đeo ba lô nặng Bởi vì phàn nàn đúng không? À, em phàn nàn mà chạy 15 cây quá nhiều đúng không? Vậy thầy đã bắt em đeo một cái ba lô nặng Vậy chúng ta sẽ điền là uh, Wear a heavy backpack heavy backpack Đó, phải mang ba lô nặng next number five và câu cuối cùng what did kevin say he'd do with his grandson next week kevin đã nói anh ấy sẽ làm gì với cháu trai của mình vào tuần tới vậy chúng ta thấy rằng à, ông ấy có đề nghị cháu của mình như sau Đây, thông tin trong bài các bạn có thể đấy thấy đây I offer to teach him some outdoor skills. Tôi yêu cầu là dạy nó một ít uh, kỹ năng ngoài trời đúng không? Uh, I offer to take him camping next week. Uh, tôi yêu cầu là đưa đưa nó đi cắm trại vào tuần sau. Uh, I'll teach them how to make fire make a fire and put up a tent. Và tôi sẽ dạy họ cách cách nhóm lửa và dựng lều. Đó, cách đốt lửa và dựng lều, dựng lều. Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 5. Đó là đầu tiên là ông ấy đề nghị là gì nhỉ? À, thứ nhất là take his grandson take it grandson uh, camping next week camping next week and uh, and uh, teach them and teach them how to make a fire how to make a fire and put up a tent and put up a tent. Đó. Vậy là ông ấy đề nghị đưa cháu trai đi cắm trại vào tuần tới và ông ấy sẽ dạy họ cách đốt lửa và dựng dự lều đúng không? Rồi và đó là phần nghe. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Conversation skills. Kỹ năng giao tiếp. D. Read the conversation skill box. Then listen and repeat. Phần đi yêu cầu chúng ta là hãy đọc hộp kỹ năng hội thoại, sau đó nghe và lặp lại. Chúng ta sẽ cùng đọc. Summarizing what you've learned you've heard. Tóm tắt những gì bạn đã nghe. To summarize what you've heard say. Để tóm tắt những gì bạn đã nghe, hãy nói. You mean? Ý bạn là? So you're saying that? Vậy bạn đang nói rằng? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 71 em nhé. Conversation skill. Summarizing what you've heard. You mean So you're saying that. Chúng ta cùng thực hành lại. You mean So you are saying that. Rồi, tiếp tục. E now Listen to the conversation again and number the phrases in the correct order. Bây giờ, hãy nghe lại đoạn hội thoại và đánh số các cụm từ theo đúng thứ tự. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lại phai nghe số 70 và chúng ta sẽ đánh dấu lại các em nhé. Listening 1. You will hear a girl talking to a mother about ways of learning. Hi mom, I'm home. Welcome home, Ashley. How was your day at school? It was nice. Mr. Smith gave me some instructions about how to retain information better. Great. What did he say? He told me to write things down on paper. That's always a good idea. Yeah, he also instructed me to create visual and audio aids to help me. You mean making recordings of yourself speaking or making mind maps? Yeah, exactly. Two. You will hear a girl talking to a friend about what she's learning. Hi, Mary, I haven't seen you in a while. Hi, Peter, I've been really busy. Nice, what are you busy doing? I'm taking an online cooking course. Great. Are you learning a lot? Yeah, I'm learning more every single day. Yesterday, my instructor advised me to use more salt and to let things cook for longer. So, you're saying that you didn't use to use much salt? No, I wasn't using enough. I'm getting much better at cooking now, though. 3. You will hear a girl talking to her dad about his work. "hey, dad, how was work?" "it was all right. today my boss requested me to prepare a training course for new employees. it'll be a lot of work." "but it means he thinks you're good, right? that's why he asked you to teach new employees?" "maybe you're right." 4 you will hear a brother talking to his sister about his day. That was the hardest day. What happened, Mark? Are you okay? I'm just tired. I had army training at university today. It's not usually that difficult, is it? No, but today my army instructor told us to run 15 kilometers. Wow. Yeah, he also told me to wear a heavy backpack for complaining. You mean you were the only one that had to wear one? Yeah. Haha, <laughs> that's pretty funny. I didn't feel funny. Anyway, I need to shower. Five. You will hear two neighbors talking outside their homes. Hi, Kevin, how are you? I'm great. Oh, that's nice. Yeah. I spent the day with my grandson. We had a lot of fun. What did you do? Well, we talked about going camping. He's interested in that now. So I offered to teach him some outdoor skills. Oh, that's great. You love the outdoors. Yeah, I offered to take him camping next week. I'll teach him how to make a fire and put up a tent. Lovely. No. chúng ta vừa nghe xong chúng ta thấy rằng à, trong mỗi đoạn hội thoại sẽ có một cụm từ được nhắc đến như sau trong đoạn hội thoại đầu tiên chúng ta thấy rằng có nhắc đến là you mean making recording of yourself speaking or making my maps đó đó chúng ta thấy rằng câu này có nghĩa là à, ý bạn là đúng không ý con là ghi âm giọng nói của con hay là lập bản đồ tư duy đúng không hai câu tiếp theo chúng ta thấy rằng còn nói đến tiếp là gì? So you're saying that you didn't use too much sauce? Đó. Vậy ý bạn là bạn không sử dụng nhiều muối à? Đúng không? Hay tiếp tục câu số 3. Câu số 3 thì chúng ta không thấy, đúng không? Đó, câu số 4 lại có một cụm từ là You mean you were the only one that had to wear one? Đó, Ý em là em là người duy nhất phải đeo nó à? Đó. Hay câu cuối cùng câu số 5 chúng ta thấy có cụm từ là ừ, trong câu số 5 chúng ta cũng không thấy đúng không? Đó, vậy chúng ta thấy rằng trong ba đoạn hội thoại có nhắc đến các cụm từ you mean, so you're saying that, you mean đúng không? Đó. Vậy đấy chính là cách để tóm tắt lại những cái mà mình vừa nghe. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. F. In pairs, are you using any of the strategies the teacher mentioned? What tips will you use in the future? Phần F có yêu cầu như sau. Hãy làm theo cặp. Bạn có đang sử dụng bất kỳ chiến lược nào mà giáo viên đã đề cập hay không? Bạn sẽ sử dụng những mẹo nào trong tương lai? chúng ta thấy rằng là à, trong bài có nhắc đến rất là nhiều những chiến lược học tập đúng không để giúp mình ghi nhớ lâu hơn đấy, học tập tốt hơn đúng không? Vậy cô đã sẽ thực hành mẫu một đoạn như sau. Chúng ta sẽ cùng tham khảo bài của cô sau đây. Yes, some of the strategies mentioned by the teacher are applicable and useful for improving retention of information. Specification. Specifically, the tips of writing things down on paper and creating visual and audio aids can be effective methods for enhancing memory and learning. Writing notes help reinforce information through active engagement, while visual aids like diagrams or mind maps can organize and clarify complex concepts. Additionally, using audio aids such as recordings or verbal memories can provide alternative ways of processing and reviewing information, catering to different learning styles. Thứ nhất cô có nói như sau. À có đúng không? Một số chiến lược mà giáo viên đề cập có thể áp dụng hữu và hữu ích để cải thiện khả năng ghi nhớ thông tin. Cụ thể là Mẹo viết mọi thứ ra giấy và tạo ra các phương tiện hỗ trợ hình ảnh và âm thanh có thể là những phương pháp hiệu quả để tăng cường trí nhớ và khả năng học tập. Viết ghi chú giúp chúng giúp củng cố thông tin thông qua sự tương tác tích cực. Trong khi các phương tiện hỗ trợ trực quan như là sơ đồ hoặc là bản đồ tư duy có thể sắp xếp và làm rõ các khái niệm phức tạp. Ngoài ra thì việc sử dụng công cụ Công cụ hỗ trợ âm thanh như là bản ghi âm hoặc là tóm tắt bằng lời nói, có thể cung cấp các cách xử lý và xem xét thông tin khác, phục vụ cho các phong cách học tập khác nhau. Đoạn tiếp theo cô sẽ trả lời về câu hỏi là bạn sẽ sử dụng những mẹo nào trong tương lai. Vậy cô có nói tiếp như sau. In the future, I intend to implement these these strategies by Incorporating them into my study routine. For instance, I will make it a habit to take comprehensive notes during lectures or while studying, ensuring that I capture key points and concepts. Furthermore, I will explore using visual aids like diagrams or flashcards to represent information visually and facilitate better understanding and retention. Additionally, I will experiment with creating audio recordings or verbal summaries to reinforce learning and facilitate revision. By, compl by employing these strategies, I aim to improve my ability to retain information effectively and enhance my academic performance. Vậy trong tương lai, tôi dự định thực hiện những chiến lược này. Bằng cách là kết hợp chúng vào thói quen học tập của mình. Ví dụ, tôi sẽ tạo ra thói quen ghi chép toàn diện trong bài giảng hoặc là trong khi học, đảm bảo rằng là tôi nắm bắt được những điểm và những khái niệm chính. Hơn nữa, tôi sẽ khám phá việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ trực quan như là sơ đồ hoặc là thẻ ghi chú để thể hiện những thông tin một cách trực quan và tạo điều kiện cho việc hiểu và ghi nhớ tốt hơn. Ngoài ra, tôi sẽ thử tôi sẽ thử nghiệm tạo bản ghi âm hoặc là tóm tắt bằng lời nói để củng cố việc học và tạo điều kiện ôn tập bằng cách sử dụng những chiến lược này tôi mong muốn là cải thiện khả năng lưu giữ thông tin hiệu quả và nâng cao kết quả học tập của mình vậy đó là những phương pháp chúng ta có thể áp dụng để việc học của chúng ta hiệu quả hơn kem nhé bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo grammar ngữ pháp a Read about reported the speech then filling the blanks. Hãy đọc về lời tường thuật, sau đó điền vào chỗ trống. Chúng ta sẽ đọc phần reported speech, câu tường thuật. We can use reported speech to report what somebody said. Chúng ta có thể sử dụng câu tường thuật để thuật lại cái mà ai đó nói. We often need to change the verb tenses, pronouns, possessive adjectives, and some adverbs of time and, pl and place of what we report. Chúng ta thường cần thay đổi thì của động từ này, đại từ này, tính từ sở hữu và một vài trạng từ chỉ thời gian hoặc là địa điểm của những cái chúng ta thuật lại. Statements về câu uh, mệnh lệnh. Set that or set to object at that or to at object at that Vậy chúng ta có chúng ta có cấu trúc này set that nói rằng hoặc set to nói với cộng tân ngữ cộng that là rằng đúng không cộng hoặc là told, đó được nói cộng tân ngữ cộng với that chúng ta xem phần ví dụ sau đây I want to learn Japanese Ann said to me. An nói với tôi là tôi muốn học tiếng Nhật. Vậy chúng ta sẽ viết lại là An said or An said to me or An told me that she wanted to learn Japanese. An nói rằng, đúng không? Hoặc An nói với tôi rằng, hoặc An kể với tôi rằng cô ấy muốn học tiếng Nhật. Đó. Vậy chúng ta thấy rằng là chủ ngữ ai đã thay bằng chủ ngữ là she. Đó động từ want ở hiện tại đã chuyển về quá khứ thành wanted còn lại to learn Japanese giữ nguyên hay chúng ta có tiếp theo yes no questions với trong câu hỏi trả lời yes no chúng ta có công thức ask at as object at if or weather trong câu hỏi chúng ta có ask này hỏi này đúng không đó tân ngữ cộng if hoặc là weather chúng ta xem ví dụ do you have any learning tips John asked Laura. John hỏi Laura là bạn có mẹo học tập nào không? Đó, bạn có mẹo nào để học không? Đó, bây giờ chúng ta thuật lại là John asked Laura if or whether she had any learning tips. John hỏi Laura liệu là cô ấy có phương pháp học tập nào không? Đó. Tiếp tục WH question, câu hỏi có từ để hỏi. Ask at object at wh word. Chúng ta sẽ dùng từ ask là hỏi, đó cộng với tân ngữ cộng với từ để hỏi. Ví dụ, What can I do to retain information better? Bill ask me. Bill hỏi tôi là, tôi có thể làm gì để ghi nhớ thông tin tốt hơn? Vậy chúng ta sẽ thuật lại như sau. Bill ask me what he could do to retain information better. Bill hỏi tôi rằng. À, anh ấy có thể làm gì để ghi nhớ thông tin tốt hơn? Instruction, orders, invitation tâu, à, Trong các câu à, hướng dẫn này Yêu cầu hoặc lời mời Chúng ta sẽ có các câu sau đây To or instructed or ordered or invited At object, at not, to infinitive để Chúng ta sẽ dùng các từ toe kẻ này Instructed, hướng dẫn này ordered yêu cầu invited mời cộng tân ngữ cộng với not nếu có cộng với to infinitive to động từ nguyên mẫu ví dụ don't talk pay attention my teacher said to me đừng nói chuyện chú ý vào cô giáo nói với tôi như vậy bây giờ chúng ta sẽ thuật lại là my teacher told me not to talk and to pay attention cô giáo nói với tôi là không được nói chuyện và tập trung vào đúng không và chú ý vào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần điền tử vào đây nhé đầu tiên người đàn ông có nói như sau experiment with new ways of learning and don't be afraid to make mistakes hãy thử nghiệm những cách học mới và đừng sợ mắc lỗi bây giờ người này thuật lại đúng không cô này cối gọi điện cho một ai đó và thuật lại he đã me đã đã with new ways of learning and dot afraid to make mistakes vậy chúng ta nói, nói là gì nhỉ à thầy ấy gì à thầy ấy bảo tôi rằng đúng không đó, chúng ta sẽ điền từ thâu thầy ấy bảo tôi là gì nhỉ hãy thử nghiệm những cách học mới đúng không vậy chúng ta sẽ dùng là gì à he told me to đó hãy thử nghiệm đó vậy chúng ta sẽ dùng là to experiment lấy động từ là experiment With new ways of learning and Đó, hãy thử nghiệm. Ông à, thầy ấy bảo tôi là hãy thử nghiệm những cách học mới và đừng sợ mắc lỗi. Thì chúng ta sẽ nói là and uh, not to be afraid to make mistakes Đó, và đừng sợ mắc lỗi. Bây giờ chúng ta sang phần B nhé. Listen and check, listen again and repeat. Hãy nghe và kiểm tra, nghe lại và nhắc lại. Phai nghe số 72. Grammar. Experiment with new ways of learning and don't be afraid to make mistakes. He told me to experiment with new ways of learning and not to be afraid to make mistakes. Rồi, chúng ta cùng, cùng thực hành lại các em nhé. Experiment with new ways of learning and don't be afraid to make mistakes. Hãy thử nghiệm những cách học mới và đừng sợ mắc lỗi. He told me to experiment with new ways of learning and not to be afraid to make mistakes. Thầy ấy bảo tôi là hãy thử nghiệm những cách học mới và đừng sợ mắc lỗi. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. chúng ta sẽ xem tiếp tục các công thức về câu trần thuật Tiếp theo, request Yêu cầu As or requested or demanded As object at not to infinitive Yêu cầu này, đề nghị này Đó Cộng với tân ngữ, cộng với not, cộng với động tu, cộng động từ nguyên mẫu, đúng không? Chúng ta xem ví dụ. Could you help me find a good book on economic? E economics? He asked, she asked me. Bạn có thể giúp tôi tìm một cuốn sách hay về kinh tế không? Cô ấy hỏi tôi. Vậy chúng ta viết lại như sau. She asked me to find her a good book on economics. Cô ấy hỏi tôi là tìm cho cô ấy một quyển sách hay về kinh tế. Tiếp theo, offers Lời đề nghị Offers at object at now or now phrase Or, for, or offered at to infinitive Lời đề nghị chúng ta có là Đề từ offer cộng tân ngữ cộng với danh từ hoặc cụm danh từ Hoặc là offer cộng với to động từ nguyên mẫu Chúng ta cùng xem ví dụ I'd like to offer you a sport in my class And I'll have you make a study plan. The instructor said to me câu này có nghĩa rằng tôi muốn đề nghị bạn một điểm ở trong lớp đúng không và tôi sẽ giúp bạn đưa ra một kế hoạch học tập người hướng dẫn nói với tôi như vậy nghĩa là sẽ làm cho tôi make me a sport nghĩa là uh, làm cho tôi nổi bật lên đấy đó bây giờ chúng ta sẽ nói lại câu này là gì The instructor offered me to a The instructor offered me a sport in his class. She also offered to help me make a study plan. Người hướng dẫn yêu cầu là à, cho tôi một chỗ trong lớp của, của anh ấy, đúng không? Và anh ấy cũng yêu cầu tôi là giúp anh ấy cũng yêu cầu là giúp tôi đưa ra một kế hoạch học tập. Next advice, lời khuyên. Advice as object at not to infinitive or set or told uh, object that as subject as should at bare infinitive lời khuyên chúng ta sẽ dùng từ advise khuyên cộng tân ngữ cộng not to động từ nguyên mẫu hoặc dùng set hoặc told đó tân ngữ cộng với that này hoặc có có that hoặc không có that cũng được chủ ngữ cộng should cộng động từ nguyên mẫu chúng ta cùng xem ví dụ You should take a design class, my teacher said to me. Bạn nên tham gia một khóa học thiết kế, tham gia một lớp học thiết kế. Cô giáo nói với tôi. Vậy chúng ta sẽ nói như sau. My teacher advised me to take a design class. Cô giáo khuyên tôi là tham gia một lớp học thiết kế. Hoặc chúng ta có thể nói như sau. My teacher said that I should take a design class. Cô giáo nói rằng tôi nên tham gia một khóa học thiết kế. cuối cùng, suggestion gợi ý. suggested adverb ing or suggested that as a subject at bare infinitive. chúng ta sẽ dùng từ suggested cộng với động từ thêm đuôi in hoặc là từ said suggested that cộng với chủ ngữ và động từ nguyên mẫu. ví dụ, why don't we join the book club? Tom said to me. Tom nói với tôi rằng tại sao chúng ta không tham gia một câu lạc bộ sách, đúng không? Tham gia câu lạc bộ sách. Vậy chúng ta sẽ thấy viết lại như sau. Tom suggested join, joining the book club. Tom gợi ý tham gia câu lạc bộ sách. Hoặc chúng ta nói là Tom suggested that we join the book club. Tom gợi ý rằng chúng tôi tham gia câu lạc bộ sách. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập phần C nhé. C. Fill in the blanks to report what these people said. Bài phần C yêu cầu chúng ta như sau. Hãy điền vào chỗ trống để báo cáo những gì những người này đã nói để thuật lại đúng không ạ? Để, để thuật lại những gì những người này đã nói. Bây giờ chúng ta có number 1, câu số 1. Meet the Johnson, to Sarah, you should watch the tu tutorial and write the information down to reinforce it. Ông Johnson nói với Sarah là uh, em nên xem phần hướng dẫn và ghi lại thông tin để củng cố nó. Bây giờ mình sẽ nói lại là à, ông Johnson đấy nói với Sarah rằng đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền chỗ còn thiếu nhé. Ông Johnson khuyên à, Đây là lời khuyên Shoot là nên làm gì mà Vậy ông Johnson là khuyên Sarah Nên xem phần hướng dẫn và viết thông tin ra giấy để củng cố Vậy chúng ta có từ khuyên Các bạn sẽ dùng động từ Advised Đó. Mr. Johnson Advised Sarah To đó, advice tân ngữ này cộng với to infinitive nhé đó, à, to là to watch. Điều chưa? À, advise Sarah to watch the tutorial. And write the information down to reinforce it. Được chưa nhỉ? Đó, à, vậy đó là đáp án của câu thứ nhất. Next number 2, câu số 2. Army instructor to him. Run around the field 10 times. Uh, à, quân huấn luyện Quân huấn luyện hắn có nói là gì? Chạy quanh sân 10 vòng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nói lại là The army instructor... Đã đã, đã, around the field 10 times. Người hướng dẫn quân đội bảo anh ta chạy quanh sân 10 vòng. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói như sau. The army instructor. Chúng ta có từ bảo là told. Đúng không? Bảo anh ấy làm gì? Vậy bảo ai? Bảo anh ấy. Told him. Told cộng với tân ngữ to infinitive. Nghĩa là to động từ nguyên mẫu vậy chúng ta dùng to cộng với động từ nguyên mẫu là từ run. đó vậy chúng ta sẽ nói là the army instructor told him to run around the field ten times. người hướng dẫn quân đội bảo anh ta chạy quanh sân mười vòng. next number three câu số ba. Peter to me, I'd like to offer you the role of the the role of book club leader. Peter nói với tôi là tôi muốn đề nghị bạn đảm nhận vai trò trưởng câu lạc bộ sách. Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? À, Peter đề nghị tôi làm trưởng câu lạc bộ sách. Đó. Vậy chúng ta có từ đề nghị đó là từ offer. Peter này đề nghị tôi này offer. Đề nghị tôi sẽ là offer me đúng không? Đó, sau offer có thể đến một danh từ hoặc cụm danh từ luôn. Vậy chúng ta sẽ điền một danh từ đó là the role. The role of book club leader Peter offered me the role of book club leader Peter đề nghị tôi làm trưởng câu lạc bộ sách Next, number four. tiếp theo câu số 4 Lewis to Harry and Jessica Could you practice presenting together? Lewis nói với Harry và Jessica chúng ta có thể tập thuyết trình cùng nhau không bây giờ chúng ta sẽ viết lại trong câu số bốn and à, Lewis does presenting together. Lewis gì nhỉ? À, Lewis yêu cầu Harry và Jessica tập luyện tập trình bày cùng nhau. Đó. Vậy chúng ta sẽ nói như sau, Lewis này yêu cầu đúng không? Chúng ta sẽ dùng động từ ask. Đó, Lewis ask yêu cầu ai? Harry and Jessica. Harry and Jessica đó. À, luyện tập cùng nhau đúng không Ask somebody này Cộng với to verb Vậy sẽ dùng là to uh, To practice Đó, To practice Đó, Vậy chúng ta sẽ viết lại được câu số 4 là Lewis asked Harry and Jessica To practice presenting together Lewis yêu cầu Harry và Jessica Luyện tập trình bày cùng nhau Next number 5 Cuối cùng câu số 5 Miss Hall to me. Read out loud to help retain information better and reward yourself. Bà Ho nói với chúng tôi là, nói với tôi là đọc to để giúp ghi nhớ thông tin tốt hơn và tự thưởng cho mình. Vậy chúng ta thấy rằng, à, bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là gì nhỉ? Bà Ho bảo tôi, đúng không? Bảo tôi là à, đọc to để giúp lưu giữ thông tin tốt hơn và tự thưởng cho mình. Vậy chúng ta sẽ nói như sau, à, Miss Hall. À, bảo tôi chúng ta dùng là tell me. tell me. À, to read out loud. Đó, to read out loud. To have retained information better and reword myself. Đó, and reword myself. Chỗ này còn thiếu từ myself. Vậy chúng ta điền nốt từ myself ở đây nhé. Đó, Vậy ý câu này là bà hô bảo tôi là đọc to để giúp lưu giữ thông tin tốt hơn và tự thưởng cho bản thân mình. Đó, vậy đó chính là phần C trong phần grammar. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần D. Choose the best sentence for the direct speech. Phần D yêu cầu chúng ta là chọn câu hay nhất cho lời nói trực tiếp. Đấy, chúng ta có các đáp án, ba đáp án A, B, C Và chúng ta xem rằng đáp án nào đúng nhất, phù hợp nhất, hay nhất Thì chúng ta sẽ chọn các em nhé Number one She advised them to make audio and visual aids Cô ấy khuyên họ nên tạo ra các phương tiện trợ giúp bằng âm thanh và hình ảnh A Could you make audio and visual aids? Bạn có thể tạo ra các phương tiện trợ giúp bằng âm thanh và hình ảnh không? B. Make audio and visual aids. Tạo các phương tiện trợ giúp bằng âm thanh và hình ảnh. C. You should make audio and visual aids. Bạn nên tạo ra các phương tiện trợ giúp bằng âm thanh và hình ảnh. Vậy trong câu này đáp án phù hợp nhất với từ advice, khuyên, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng từ should, nên làm gì? Vậy đáp án C là phù hợp nhất, các em nhé. Next number 2, câu số 2. The army instructor told me to clean my boots. Người hướng dẫn quân đội bảo tôi lau ủng. A. You should clean your boots. Bạn nên vệ sinh ủng của mình, bạn nên lau ủng của mình. B. Clean your boots. Lau ủng của bạn đi, đúng không? C. Could you clean your boots? Bạn có thể lau ủng của bạn được không? Vậy trong câu số 2 chúng ta có từ tell me đó. Tommy là uh, bảo tôi làm gì? Vậy đáp án phù hợp nhất đó là một câu mệnh lệnh. Chúng ta sẽ dùng đáp án B, clean the bush. Đó. Lau sạch ủng đi, đúng không? Next number three, câu số 3. His teacher told him not to feel discouraged. Giáo viên của anh ấy bảo anh ấy đừng lản lòng, đừng đừng nản lòng. Đáp án A. Don't feel discouraged. Đừng đừng nản lòng. B. Could you feel less discouraged? Bạn có thể cảm thấy bớt chán nản hơn không? C. You shouldn't feel discouraged. Bạn không nên nản lòng. Vậy chúng ta thấy rằng trong câu số 3 chúng ta lại thấy có từ should đúng không? Bảo ai đấy làm gì và đáp án phù hợp nhất đó là đáp án A. Don't feel discouraged. Đừng nản lòng. Đó. Next number 4, câu số 4. James asked me to explain what a growth mindset was. James yêu cầu tôi giải thích tư duy phát triển là gì. A. Explain what a growth mindset is. Giải thích thế nào là tư duy phát triển? B. Could you explain what a growth mindset is? Bạn có thể giải thích tư duy phát triển là gì không? C. You should explain what a growth mindset is. Bạn nên giải thích tư duy phát triển là gì. Đó, vậy chúng ta thấy rằng câu này là có từ ask hỏi ai đấy làm gì nhé, yêu cầu ai đấy làm gì. Vậy chúng ta sẽ dùng đáp án à, có câu hỏi là đáp án B. Đó. Bạn có thể giải thích tư duy phát triển là gì không? Đó. Vậy đó là đáp án trong bài ngày hôm nay phần D. giờ chúng ta chuyển sang phần Y nhé. E. In group of three, take turn giving instructions, orders, and advice, making requests and making offers, then report them to the other group member. Hãy làm việc theo nhóm ba người, lần lượt đưa ra các hướng dẫn, mệnh lệnh và lời khuyên, đưa ra yêu cầu và đưa ra đề nghị, sau đó báo cáo cho thành viên khác trong nhóm, ví dụ, You should practice writing more often. Okay. He advised me to practice writing more often. Ok. Đó. Bạn nên luyện viết thường xuyên hơn. Vâng, đúng không? Anh ấy khuyên tôi, khuyên tôi nên luyện viết thường xuyên hơn. Đó, ok, được. Bây giờ chúng ta có hỏi một câu ví dụ, chúng ta sẽ viết câu và chúng ta sẽ à thuật lại câu ấy cho một bạn khác, đúng không? À, cho một bạn khác ở trong nhóm của mình, nhóm ba người. Phần uh, grammar e, grammar e, ngữ pháp e. Bây giờ chúng ta nói, bây giờ người A, người A có thể nói là uh, tại sao chúng ta không chơi bóng đá sau giờ học? À, ví dụ, uh, why don't we play football after school? tại sao chúng chúng ta không chơi bóng đá sau giờ học đúng không đó bây giờ người bi bảo là ok được thôi đó bây giờ chính người bi này lại đi thuật lại với một người c đúng không ví dụ có thể nói là anh ấy đề nghị là chơi bóng đá sau giờ học vậy có thể nói là he suggested uh, playing football after school. Đó. À, anh ấy đề nghị là chơi bóng đá sau giờ học Và người C nói là Được rồi, đúng không? Ok, được thôi Vậy chúng ta cùng thực hiện lại nhé A Why don't we play football after school? B Ok B He suggested playing football after school C Ok Được thôi Rồi, đó là phần I uh, e. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần pronunciation Phát âm Sound changes thay đổi âm. A. When a word in the middle of a sentence ends with the, we often omit the /d/ sound. He told me to Sounds like He told me to. Bình thường chúng ta sẽ đọc là he told me to. Chúng ta nhưng bây giờ chúng ta sẽ phát âm là he told me to. Đó. Vậy nghĩa là gì? Khi một từ ở giữa câu kết thúc bằng âm /d/ đúng không bằng âm d chúng ta thường lược bỏ âm d đó he told he told me to thì nghe giống như là he told me to đó chúng ta sẽ bỏ âm d đi kèm nhé b listen notice the sound changes of the underlined letters hãy nghe chú ý sự thay đổi âm thanh của các chữ cái được gạch chân sau đây Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 73 kèm nhé. Pronunciation B You should take a design class She offered me a job as their instructor Câu đầu tiên chúng ta có nói như sau You should take a design class bạn nên tham gia một lớp học thiết kế She offered me a job as their instructor cô ấy đề nghị cho tôi một công việc là người hướng dẫn của họ C. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in task A. Hãy nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở bài tập A. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 74 các em nhé. Pronunciation. C. He told them to come early. She should buy a new notebook. Vậy trong câu này chúng ta thấy rằng à câu thứ nhất trong băng có đọc như sau. He told them to come early. Anh ấy bảo họ đến sớm. À, vậy trong câu này từ told đã mất chữ the, đúng không? Tuy nhiên trong câu số 2 băng có đọc như sau. She should buy a new notebook. Vậy trong câu này à, chúng ta thấy rằng từ should vẫn còn âm the. Vậy chúng ta sẽ gạch bỏ câu số 2 kem nhé. Câu này ý nói là Cô ấy nên mua một cuốn sổ mới. D. Practice reading the sentence with the sound changes noted in task A to a partner. Hãy luyện đọc các câu có sự thay đổi âm thanh được ghi chú trong bài tập A cho bạn cùng lớp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại các âm. You should take a design class. Bạn nên tham gia một lớp học thiết kế. She offered me as... Sorry, She offered me a job as their instructor. Cô ấy đề nghị cho tôi một công việc là người hướng dẫn của họ. He told them to come early. Anh ấy bảo họ đến sớm. She should buy a new notebook. Cô ấy nên mua một cuốn sổ mới. Và đó là phần phát âm. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần thực hành practice. A. Listen and take turns giving instructions, orders and advice, making offers, requesting things and responding. Remember to summarize what you heard. Phần A yêu cầu như sau: Hãy lắng nghe, sau đó lần lượt đưa ra hướng dẫn, mệnh lệnh và lời khuyên, đưa ra lời đề nghị, yêu cầu và phản hồi. Hãy nhớ tóm tắt những gì bạn đã nghe. practice listen and practice you should teach others what you learn to retain knowledge better okay you should also write more notes on paper you mean teaching others and writing notes on paper will help me retain information better yes that's right đầu tiên cô giáo có nói như sau. You should teach others what you learn to retain knowledge better. Bạn nên dạy lại cho người khác những gì bạn học để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. OK, vâng. You should also write more notes on paper. Bạn cũng nên viết thêm ghi chú ra giấy. You mean teaching others and writing notes on paper will help me retain information better? Ý cô là dạy người khác và viết viết ghi chú ra giấy sẽ giúp mình ghi nhớ thông tin tốt hơn. Yes, that's right. Ừ, đúng vậy. Vậy đó là lời khuyên của cô Hoa. Teacher Hoa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem các lời khuyên tiếp theo bên dưới nhé. Tiếp theo chúng ta có Sport Instructor Quang huấn luyện viên thể thao là quang đúng không? Run around, run around the track 10 times. Chạy quanh đường đua 10 vòng. After that, do five push up. Sau đó chống đẩy 5 lần. Book club leader Thảo. Trưởng câu lạc bộ sách Thảo. I'll help you organize your first meeting. Tôi sẽ giúp bạn tổ chức cuộc cuộc gặp đầu tiên. You should write about what you read to reinforce your knowledge. Bạn nên viết những gì bạn đọc để củng cố kiến thức của bạn. Cooking class instructor Ian, giảng viên dạy nấu ăn Ian. You should watch some cooking tutorials. Bạn nên xem một số hướng dẫn nấu ăn. I'd also like to offer you a free copy of our recipe book. Tôi cũng muốn tặng bạn một bản sao miễn phí cuốn sách công thức nấu ăn của chúng tôi. Foreign language instructor Minh. Giảng viên ngoại ngữ Minh. Use audio and visual aids when you study. Sử dụng thiết bị hỗ trợ âm thanh và hình ảnh khi bạn học. Could you do your presentation tomorrow? Ngày mai bạn có thể thuyết trình được không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những lời khuyên Và sau đó chúng ta sẽ thuật lại những lời khuyên đấy kèm em nhé chúng ta vào phần uh, practice a phần thực hành a đầu tiên a có thể nói là uh, the sport instructor told us to run around the ten the track ten times chúng ta sẽ thuật lại đúng không uh, the sport instructor Told us to run around the track ten times. Đó. Người hướng dẫn thể thao bảo chúng tôi là chạy quanh đường đua 10 lần Người bi nói là gì? Ok, được thôi Tiếp tục à, He also told us anh ấy còn bảo chúng tôi là chống đẩy 5 cái sau khi chạy nữa. Đúng không? Uh, he also told us to do five push-ups 5 push-ups uh, after running. Đó. Người Bi nói là gì? Uh, ý bạn là chạy vòng quanh đường đua 10 lần và chống đẩy 5 lần sau khi chạy có giúp chúng ta khỏe mạnh không? đó sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh phải không? Đó. Yes, that's right. vâng đúng vậy. Đó. chúng ta sẽ biết là uh, you mean uh, running around, running around uh, the check ten times and doing five pushing up and doing five push up. After running, uh, we will have it. We will have a, uh, Stay healthy. Đó. Người A trả lời: Yes, that's right. Vâng, đúng vậy, đúng không? Đó, đấy là đoạn thứ nhất. Để chúng ta thực hành lại nhé. The sport instructor told us to run around the track 10 times. Ok. He also told us to do 5 push-ups after running. You mean running around the track 10 times and doing 5 push-ups after running uh, will help us stay healthy? Yes, that's right. Đó là phần thứ À, bây giờ chúng ta nói là gì nhỉ? À Thảo nói rằng đúng không? Thảo nói rằng là cô ấy sẽ giúp chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên chẳng hạn. À bây giờ A là người nói nhé. À Thảo nói rằng À Thảo said that Thảo said that À, she could help me organize the first meeting. Đó, Thảo nói rằng cô ấy sẽ giúp chúng tôi tổ chức buổi gặp đầu tiên. À, người B nói là gì? Ok, được thôi. Đó, người A nói tiếp là gì? À cô ấy khuyên tôi nên viết những gì tôi đọc để củng cố kiến thức của mình ví dụ như có thể nói là uh, she advised me to write about uh, what I read what I read to reinforce my knowledge to reinforce my knowledge À, người bi nói à, uh, Ok, được thôi, đúng không? Cô ấy khuyên tôi nên viết những gì tôi đọc Để củng cố kiến thức của mình Được rồi Vậy chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại nhé Thảo said that She would help me organize the first meeting Ok She advised me to write about what I read To reinforce my knowledge Ok Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang tiếp theo cooking class instruction instructor yên. bây giờ chúng ta có à, bạn yên bạn để khuyên chúng ta làm gì đúng không? A bây giờ A sẽ là người nói. ví dụ nói là gì nhỉ? Yên uh, khuyên tôi nên xem một số video hướng dẫn nấu ăn. Vậy có thể nói là yên advise me yên advise me uh, to watch some uh, cooking tutorial, cooking tutorials. B trả lời là, Ok, được thôi. Ai nói tiếp là gì? Uh, cô ấy còn tặng tôi một bản sao miễn phí cuốn sách công thức nấu ăn của họ, đúng không? Để có thể nói là uh, she also offer me a free copy of the recipe recipe uh, book đó Ian advised me to watch some cooking tutorials. Okay. She also offer me a free copy of their recipe book. Tiếp tục đoạn tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có đó là uh, một người dạy tiếng nước ngoài tên là Minh đúng không vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là Minh khuyên điều gì chúng ta có thể nói như sau uh, Minh bảo tôi sử dụng phương tiện nghe nghe nhìn khi học đúng không vậy có thể nói như sau uh, Minh told me to use audio and visual aids audio and visual aids uh, when I study when I study. À, B trả lời là gì nhỉ? Ok, được thôi. Anh lại nói tiếp là anh ấy yêu cầu tôi thuyết trình vào ngày hôm sau nữa, đúng không? Mình sẽ nói là he asked me. He asked me to do my presentation the following day. Đó. vậy chúng ta thực hành lại nhé. Minh told me to use audio and visual aids when I studied. Okay. He asked me to do my presentation the following day. vậy đó là phần uh, practice A. bây giờ chúng ta chuyển sang phần B. B. Take turns reporting the information. lần lượt báo cáo thông tin. ví dụ My teacher advised me to teach others what I learned to retain knowledge to retain knowledge better. Thầy tôi khuyên tôi nên dạy lại cho người khác những gì tôi đã học để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thuật lại các câu này. Đó, bây giờ ví dụ trong phần practice uh, b chúng ta có thể thuật lại như sau. Um, người hướng dẫn thể thao Bảo tôi nên chạy quanh đường đua 10 lần Để giữ sức khỏe tốt hơn Đúng không? Để giữ gìn sức khỏe Vậy chúng ta có thể nói như sau uh, The sport Instructor Told me To run around To run around the track 10 uh, times to stay healthy. Đó. Người hướng dẫn thể thao bảo tôi nên chạy quanh đường đua 10 lần để giữ gìn sức để giữ sức khỏe đúng không? giữ gìn sức khỏe. Hay tiếp theo, à, Thảo khuyên tôi nên viết những gì tôi đọc để củng cố kiến thức của mình. Vậy chúng ta có thể nói như sau: uh, Thảo advise me. Thảo advise me to write about uh, what I read, what I read, to reinforce my knowledge. Đó. Thảo khuyên tôi nên viết những gì tôi đọc để củng cố kiến thức của mình. Hay tiếp theo yên à, đưa cho tôi một bản sao miễn phí cuốn sách công thức nấu ăn của cô ấy để giúp tôi nấu ăn ngon hơn. Chúng ta có thể nói như sau: à, Ian offered me a free copy of her recipe of her recipe. Sorry, recipe book. To help me cook better To help me cook better Đó. Yên đưa cho tôi một bản sao miễn phí cuốn sách công thức nấu ăn của cô ấy để giúp tôi nấu ăn ngon hơn Hay cuối cùng chúng ta có thể nói là uh, Minh bảo tôi sử dụng phương tiện nghe nhìn khi học để tạo hứng thú học ngoại ngữ chẳng hạn Vậy chúng ta có thể nói như sau uh, Minh told me To use audio, audio and visual eight and visual aids. when I study, when I study to create, to create interest in uh, learning foreign language. In learning foreign languages. thể The sport instructor told me to run around the track ten times to stay healthy. Tao advised me to write about what I read to reinforce my knowledge. Ian offered me to Ian offered me a free copy of her recipe book to help me cook better. Ming told me to use audio and visual aids when I started to create interest in learning foreign languages. Vậy đó là phần practice B. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần C. Phần C có yêu cầu như sau. Make similar conversation to the example in task A using your own ideas. Then join a new partner and report the information. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự như ví dụ trong nhiệm vụ A bằng cách sử dụng ý tưởng của riêng bạn. Sau đó tham gia cùng một đối tác mới và báo cáo thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành à một đoạn ngắn thôi, đúng không? Nói về những việc đưa ra lời yêu cầu đó hoặc đề nghị hoặc lời khuyên gì đó. Phần uh, break this c thực hành c ví dụ bây giờ người A có nói um, bạn tôi khuyên tôi nên chơi cầu lông sau giờ học để thư giãn và giữ dáng chẳng hạn, vậy có thể nói như sau uh, my friend advise me my friend advise me Uh, to play badminton à, chơi cầu lông To play badminton uh, After school sau giờ học uh, To relax and uh, keep fit để thư giãn và giữ dáng chẳng hạn And keep fit Bây giờ người B nói là gì ok được thôi đúng không người A lại tiếp tục đưa ra là gì Uh, cô ấy nhờ tôi mua vợt cầu lông và khuyên tôi nên mang giày Thì có thể nói là uh, She asked me She asked me To buy A badminton racket Badminton racket Đó, Lên mua vợt cầu lông And advise me And advise me Và khuyên tôi uh, To wear shoe Nên đeo giày nữa, đúng không? Đó, bây giờ người bi nói là gì uh, ý bạn là mua vật cầu lông và mang giày sẽ giúp bạn chơi tốt hơn Đó. you mean uh, buying the badminton racket buying the badminton racket and uh, wearing shoes And wearing shoes uh, Will help you Will help you Play, will have you play pet better Will help you play better Đó Ý bạn là mua vật cầu lông và mang giày Sẽ giúp bạn chơi tốt hơn à Đó, người A trả lời là Ah yes, that's right Vâng, đúng vậy Đó Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại bài này nhé A My friend advised me to play badminton after school to relax and keep fit. B. Okay. A. She asked, she asked me to buy badminton rackets and advised me to wear shoes. B. You mean buying the badminton rackets and wearing shoes will help you play better? A. Yes, that's right. Đó, đó là phần uh, practice Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần tiếp theo, phần speaking. Kỹ năng nói. It's role, it's role play time. Đã đến giờ đóng vai, đúng không? A. In group of three, student A and B read a role play card and practice the conversation. Then student B report the information to student C, swap roles and complete the other role plays. Để chúng ta có các câu như sau Thế là hãy làm việc theo nhóm ba người này học sinh a và học sinh b đọc thẻ đóng vai và thực hành hội thoại sau đó học sinh b báo cáo thông tin cho học sinh c đổi vai và hoàn thành các màn đóng vai khác Bây giờ chúng ta có các vai như sau rose sport instructor huấn luyện viên thể thao kate conversation đoạn hội thoại The sport instructor is ordering Kate to do something because she was late. Người hướng dẫn thể thao đang yêu cầu Kate làm điều gì đó vì cô ấy đã đến muộn. Tiếp tục Rose đóng vai thứ hai. English club members. Thành viên câu lạc bộ tiếng Anh. Team Carrie. Conversation. Teams is giving Carrie advice on how to improve her English. Tim đang à, đưa cho Carrie lời khuyên về cách cải thiện tiếng Anh của cô ấy. Tiếp theo, Rose Cooking Class Students, học viên lớp nấu ăn, Mia and Josh. Conversation. Mia is asking Josh to taste her food and for ideas to improve it. Mia đang yêu cầu Josh nếm thử món ăn của cô ấy và đưa ra ý tưởng để cải thiện nó. Rose teacher and Harry. Giáo viên và Harry. Conversation. The teacher is instructing Harry on how to remember things better and have a grow mindset. Giáo viên đang hướng dẫn Harry cách ghi nhớ mọi thứ tốt hơn và có tư duy phát triển. Rose, a manager, be worker, À, có người quản lý và người công nhân conversation the manager is rewarding the worker with a better job in the company người quản lý đang khen thưởng người lao động làm việc tốt hơn trong công ty bây giờ chúng ta sẽ có các đoạn hội thoại chúng ta có thể tham khảo phần mẫu của cô sau đây đoạn đầu tiên cô có nói như sau a to ten push up b The sport instructor ordered me to do 10 push-ups because I was late. À, người A nói là chống đẩy 10 lần. Người B sẽ nói là gì? Người hướng dẫn thể thao yêu cầu tôi chống đẩy 10 lần vì tôi đến muộn. Đoạn tiếp theo. You should listen to the English news every day to improve your listening skill. B. Tim advised me to listen to the English news every day to improve my listening skills. Bạn nên nghe tin tức tiếng Anh mỗi ngày để nâng cao kỹ năng nghe của mình. Vậy chúng ta sẽ viết lại là à, uh, Tim khuyên tôi nên nghe tin tức tiếng Anh mỗi ngày để cải thiện kỹ năng nghe của mình. Đoạn tiếp theo Could you help me to taste my food and give me some ideas to improve it? Mia asked me to do to test her food and give her some ideas to improve it. Bạn có thể giúp tôi nếm thử món ăn của mình và cho tôi một số ý tưởng để cải thiện nó được không? Vậy chúng ta sẽ viết lại là à, Mia yêu cầu tôi nếm thử món ăn của cô ấy và cho cô ấy một số ý tưởng để cải thiện nó. Tiếp tục. A. Write an, write the new words on the note three or four times and read them regularly to remember better and have a grow mindset. The teacher instructed me to write the new words on the note three or four times and read them regularly to remember better and have a grow mindset. Người A có nói rằng: Hãy viết từ mới vào vở 3 hoặc 4 lần và đọc thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn và có tư duy phát triển. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nói lại là à, thầy hướng dẫn em thầy hướng dẫn tôi là viết từ mới vào vở 3 bốn lần và đọc thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn và có tư duy phát triển đoạn tiếp theo A Why don't we give the present to the worker who is the most hardworking in our company? The manager suggested giving the present to the worker who is the most hard the most hardworking in our company. Vậy đầu tiên người A có nói là tại sao chúng ta không tặng quà cho người công nhân chăm chỉ nhất công ty nhỉ? Người B nói là gì? Người quản lý đề nghị tặng quà cho người công nhân chăm chỉ nhất trong công ty của chúng tôi. Vậy đó chính là phần speaking A chúng ta đã cùng nhau đóng vai và cùng nhau thảo luận. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần B. This cat who gave the best orders advice or instructions, made the best offers or requested the most interesting things. Give reason for your answers. Phần B. Hãy thảo luận xem ai là người đưa ra mệnh lệnh, lời khuyên hoặc hướng dẫn tốt nhất, đưa ra lời đề nghị tốt nhất hoặc yêu cầu những điều thú vị nhất, đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn. Ví dụ, Minh gave the best orders. She told me to run five laps. Minh đưa ra những mệnh lệnh tốt nhất Cô ấy bảo tôi chạy 5 vòng Bây giờ chúng ta sẽ xem à, Tiếp theo chúng ta sẽ đặt các câu Ví dụ như là uh, team đưa ra mệnh lệnh tốt nhất Đó Anh ấy khuyên tôi nên nghe tin tức tiếng Anh mỗi ngày Để cải thiện kỹ năng nghe của mình Đó, Ví dụ như vậy Thì Chúng ta có thể trả lời phần Speaking B như sau Chúng ta có thể nói là Our uh, team uh, gave me give the best order. Uh, he advised me to listen uh, to the English new to the English new every day. Every day. Uh, to improve my listening skill. À. Đấy, team đã đưa ra những bệnh lệnh tốt nhất. Uh, anh ấy khuyên tôi nên nghe tin tức tiếng anh mỗi ngày để cải thiện kỹ năng nghe của mình. vậy chúng ta sẽ nói như sau. Team, sorry, team, not time, team. Team gave the best orders. He advised me to listen to the English news every day to improve my listening skills. Và đó là phần kỹ năng nói. Vậy là phần bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy chúng ta cùng xem lại. Hôm nay chúng ta đã học được những gì nhỉ? Chúng ta đã học cách trần thuật lại, đúng không? Cách trần thuật lại về những lời hướng dẫn của giáo viên hoặc là của những người hướng dẫn khác nhau. Sử dụng câu trần thuật trong lời hướng dẫn này. Đó, yêu cầu đề nghị và các lời khuyên về việc học tập. Và trong phần kỹ năng giao tiếp chúng ta đã học được các cách tóm tắt những cái chúng ta vừa nghe được. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye.